Hello, xin chào các bạn. Lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình trong thời gian qua. Mình là Mr. Jam khám phá những điều kỳ thú. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý do tại sao người nước ngoài luôn chọn Hội An để sinh sống. Thằng là các bạn ai cũng đã biết cái tên thành phố Hội An rồi nhỉ? Nhưng mà hôm nay mình xin phép được giới thiệu sơ qua về thành phố Hội An nhé. Thành phố Hội An là một đô thị nằm ở giữa hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía nam. Nhờ những yếu tố địa lý khí hậu thuận lợi này, Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây trong suốt thế kỷ 17 và 18. Và sau đây là 8 top điều thú vị mà người nước ngoài thích sống ở Hội An. Thứ nhất, về nền kinh tế. Mặc dù là một thành phố cổ kính hài hòa, nhưng Hội An là một nơi lý tưởng cho du khách nước ngoài có thể kinh doanh, xây dựng một doanh nghiệp riêng của mình. Với mặt lượng khách khổng lồ mỗi ngày đến đây, một số du khách nước ngoài đã chọn Hội An để mở dịch vụ kinh doanh của mình. Bên cạnh Hội An, một địa điểm không thể thiếu nhắc đến đó là thành phố Đà Nẵng, được mình danh là thành phố đáng sống. Đà Nẵng là một thành phố đông đúc, tấp nập và hiện đại. Điều này đã thu hút hàng nghìn du khách đến đây để sinh sống và làm việc. Là thành phố của sự bình yên, Hội An là một thành phố đặc biệt so với những thành phố khác ở Việt Nam. Đó là một thành phố bình yên, nơi thời gian lắng đọng khiến cho du khách có cảm giác như quay về thời thơ ấu của mình. Nơi đây rất thích hợp cho những bạn mới cưới hoặc đi tìm giây phút thật sự thư giãn trong cuộc sống. Vì vậy, đây là nơi rất thích hợp cho du khách nước ngoài có sở thích sống một nơi bình yên. Là thành phố đi bộ hấp dẫn. Tại khu vực phố cổ, các du khách sẽ được đi dạo trên lòng đường một cách thoải mái mà không cần phải lo lắng về an toàn giao thông. Hội An về đêm càng thêm hứng rũ bởi ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng. Bạn sẽ thích thú với không gian này bởi như bước vào không gian xưa cũ của hàng trăm năm trước đây. Thứ tư là thành phố sở hữu bãi biển tuyệt đẹp. Đối với du khách nước ngoài, bãi biển là không thể thiếu trong việc giải trí mỗi ngày. Hội An nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp, đó là bãi biển hoang sơ đầy cát trắng. Bạn có thể đi bộ qua những bãi cát trắng của bãi biển trong không khí trong lành và dịu nhẹ, tạo cảm giác thư thái an nhàn cho du khách. Bãi biển còn nổi tiếng với rất nhiều hải sản tươi sống. Với những nét riêng của mình, biển cửa đại Hội An đã để lại trong lòng du khách một cảm giác khó quên khi rời nơi đây. Thứ năm là thành phố nằm giữa hai di sản thế giới. Hội An nằm giữa hai di sản văn hóa thế giới là kinh thành Huế và thánh địa Mỹ Sơn. Từ Hội An, bạn có thể đi lại đến những địa điểm trên. Đặc biệt, di sản nổi bật nhất mà du khách nước ngoài luôn đến đó là thành phố Hội An, thánh địa Mỹ Sơn. Vì vậy, đây cũng là điểm thứ tư mà nước ngoài luôn chọn Hội An để sinh sống. Thứ sáu là thành phố thân thiện và mến khách. Khi đến Hội An, điều đầu tiên khiến bạn thích thú đó là con người Hội An. Con người nơi đây rất hiếu khách, đi đâu bạn cũng bắt gặp những ánh mắt thân thiện, những nụ cười tươi của người dân trong vai chủ đón nhà chào khách. Họ đón khách mời khách mua những món hàng lưu niệm hết sức lịch sự, hoàn toàn không có hình ảnh chèo kéo năn nỉ hay đeo bám khách du lịch. Điều này đã thu hút rất nhiều du khách trong nước và ngoài nước thích đến Hội An bao giờ hết. Là thành phố của sự trải nghiệm và khám phá. Chắc hẳn các bạn cũng đã quen thuộc với cái tên làng rau Trà Quế mỗi khi đến Hội An. Làng rau Trà Quế là một địa điểm thu hút rất nhiều du khách nước ngoài ghé thăm. Nơi đây bạn có thể học cách chăm sóc trồng rau hoa quả, sẽ rất thú vị khi bạn trải nghiệm mỗi ngày làm nông dân ở làng rau Trà Quế đối với du khách. Thứ 8 là thành phố của những đặc sản. Ẩm thực Hội An đã níu chân du khách trong và ngoài nước, như cao lầu, mì Quảng, bánh mì, bánh gạo, cơm gà, bánh đập, chè bắp là những món bạn cần phải thử trước khi rời Hội An. Và đây là top 8 điều thú vị mà mình để giới thiệu cho các bạn lý do vì sao người nước ngoài thích sống Hội An. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy chia sẻ và comment video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.